Thánh hậu trái đất nam em thuần khiết với áo dài trắng. Ánh hậu tại Miss Air, nam em giản dị với vẻ đẹp thuần khiết trong tà áo dài truyền thống. Nam em cho biết, mỗi khi mặc áo dài, cô lại nhớ đến kỷ niệm những năm tháng diện áo trắng đi học. Sau vai nữ chính trong một phim đầu tay Luto, nam em trở thành gương mặt gây chú ý trong lĩnh vực phim ảnh. Cô nhận nhiều lời mời đóng phim nhưng người đẹp, sinh năm 96 vẫn chưa sẵn sàng trải nghiệm mới. Thay vào đó, nam em tập trung tham gia hoạt động làm MC truyền hình, MC sự kiện và tham gia làm giám khảo các chương trình truyền hình. Nam em cũng là gương mặt ưa thích của các nhãn hàng khi cô thường xuyên có nhiều hoạt động gắn liền với quảng cáo. Nam em đẹp tinh khôi trong tà áo dài trắng. Tại cuộc thi Hoa hậu trái đất, ngoài thành tích lọt vào top 8, nam em còn chính thức vượt qua hơn 80 nhan sắc khác để đoạt giải ngôi vị ảnh hậu. Kết quả này làm hài lòng hàng nghìn người fan hâm mộ khắp thế giới. Bởi ngoài sự cởi mở và phong thái trình diễn chuyên nghiệp, nam em còn sở hữu gương mặt xinh đẹp và ăn ảnh. Thường xuyên được các nhà thiết kế thời trang in tin tưởng và đánh giá cao, nam em trở thành cảm hứng để thực hiện những bộ sưu tập thời trang ấn tượng. Nam em còn từng nhiều lần trở thành vedette các show thời trang của các nhà thiết kế. Trong bộ ảnh thời trang vừa sự thực hiện, nam em chọn bộ áo dài truyền thống với nhiều sắc thái khác nhau để làm nên bộ ảnh áo dài độc đáo. Nam em cho biết cô cảm thấy rất hào hứng và diễn tốt khi khoác lên người những bộ áo dài truyền thống. Nó còn cho cô nhớ kỷ niệm những năm tháng diện áo trắng đi học, với áo dài đã mang đến cho cô hình ảnh đặc trưng nhất của người phụ nữ Việt Nam. Sắp tới đây, trong MV thực hiện về đề tài gia đình, nam em cũng sẽ thể hiện rất nhiều bộ áo dài. Dưới đây là hình ảnh của nam em trong tà áo dài truyền thống được chụp tại Lăng Ông Bà Chiểu. Nam em đã diện áo dài trắng thì đâu ai sánh bằng. Nét đẹp tự nhiên quyến rũ của nam em đậm chất miền Tây.